Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì bên đây trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy như đã có chia sẻ với anh chị mình ở trong rất là nhiều những cái video gần đây luôn, thì về bản chất vào nay mình vẫn đang hình thành nên những cái vùng cân bằng và ta tích lũy lại, và đương nhiên cũng đã có chia sẻ cho anh chị mình rất nhiều video rồi. Cái việc này nó sẽ cần thời gian, đúng không? Càng nhiều những cái mẻ hàng T cộng về, càng nhiều những cái đợt hàng nó về mà nó neo được, nó siết được, đúng không? Nó hẹp biên dần, khối lượng cạn dần thì tốt, hoặc là duy trì trung bình thấp là đã ok rồi, đừng có cao lên. Biên độ cũng vậy, càng hẹp càng ok, không cần phải tăng nhưng đừng giảm và đừng lỏng, đừng có trần sàn hay là những cái biên độ 3-4% nó nhiều quá, thì dẫn đến là những cái sự FOMO ngắn hạn sẽ có, rồi hoảng loạn nhất thời cũng sẽ có, hoặc là gáp rủng nhiều, mở gáp up gáp down đồ tè le, dẫn đến là phải tốn rất nhiều thời gian cho cái việc là gì, mở gáp up thì phải quay đầu về lắp, mở gáp down thì phải hồi lên để lắp, đúng không? Nó sẽ mất đi rất nhiều thời gian. Đấy, nó siết biên càng nhiều càng ok càng tốt, không cần phải nhanh, vụn tốc bất đạt. Đấy, thị trường nó không có đủ, mà nó đánh nhanh quá nó không có bền đâu anh chị. Với lại á, anh chị cứ nghe là gì, sau một quá trình cân bằng tích lũy thì vào nay mình sẽ có một cây hướng lên với dòng tiền quay trở lại để xác nhận đi vào một sóng hồi, đúng không? Lý thuyết là thế, nhưng cái quan trọng nhá, cái cây này nè nó phải đạt nữa, và cái muốn đạt thì cái quá trình phía trước này nó phải đủ. Đúng không? Nếu nó sớm quá là dễ bull trap lắm nha. Bây giờ em giả sử nhé, tổ chức nó đánh một cái cây bịp như thế này nè, nó kéo full trụ luôn, có nhiều trụ nó kéo hết, thị trường tăng khoảng tầm 18 điểm, uy tín không? Ồ, cái này có phải là cây hướng lên không em? Ồ, nhìn là thấy uy tín, tăng mười mấy điểm, tăng 20 điểm, nhưng bản chất nó có kéo dòng chính không? Không, thanh khoản ở dưới không có, kéo toàn trụ bao cung không, đâu có ý nghĩa gì đâu. Cây này là cây lừa, thấy chưa? Muốn vội là nó sẽ đánh như thế này, nó kéo lên một phát kéo trụ không, nó kéo ba con MWG, BNG, Sabeco, Vietjet, nhà Vinh, rồi BCM, BVH, rồi gì đó nhiều lắm, đúng không? Gát gũng BLX đồ, ôi trời, là thị trường tự động tăng liền với anh chị, có gì đâu. Nhưng mà bản chất là gì, nó không đạt đó. Còn nếu mà những cái cây đạt là như thế nào? Thứ nhất, dòng tiền có bùng nổ về mặt thanh khoản trở lại, giá đóng cửa cao nhất phiên trên bao nhiêu phần trăm đó, bứt thoát khỏi vùng nền, không bị bán ngược thì nó mới ok anh chị ha. Mà bây giờ anh chị rảnh đâu mà đi ngồi cứ ngày nào cũng mới có mấy phiên à, là kêu cần thời gian cân bằng, cứ vài phiên là kêu ngày mai là cây bùng nổ đúng không? Rồi ngày mai chưa có thì sao, ngày mốt sẽ là cây bùng nổ, rồi ngày mốt vẫn chưa có nữa, ngày mốt nữa sẽ là cây bùng nổ, vậy à? No anh chị, no anh chị ha. Cái quan trọng bây giờ em có chia sẻ đúng không, bản chất vợ đi cứ sai quay cứ cân bằng, và đại đa số cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ có nhiều con đi đồng pha với vợ đi, nó sẽ là như thế, thì nó cần thời gian sai quay, anh chị cứ để nó sai quay, đúng không? Nhưng quan trọng là gì, chúng ta đi tìm cái gì ở trong giai đoạn này? Thứ nhất là những cổ phiếu nào mà đi ngược nhanh hơn vợ đi mà một nhịp, mạnh hơn vợ đi mình một nhịp. Và đương nhiên ở thời điểm hiện tại thì cái số lượng đó, những cái mã đó, những cái dòng đó, những cái nhóm dòng đó, nó đếm trên đầu ngón tay thôi, nó không có nhiều đâu anh chị ha, không có nhiều đâu. Mà thời điểm hiện tại phải tập trung vào những con đó trước, tại về bản chất nhá, bên đi mình từ lúc rơi rớt đây, đáy một hồi lên, đáy hai rồi cân bằng, rồi tới tận bây giờ những con đó nó đã luôn luôn đi trước bên đi một nhịp rồi. Bên đi rơi nó không rơi, bên đi rơi cây này nó rơi một cây, bên đi cân bằng rồi phải test lại đáy hai là nó đã nâng đáy tới nơi rồi, nó đã hướng lên tới nơi rồi. Thì tới cái ngày vừa đi bây giờ đang chờ một cái cây mà hướng lên trở lại dòng tiền, là hôm nay nó tiền nó vô luôn rồi. Nó rõ ràng là những cái con mà mạnh trong những giai đoạn trước, trong xuyên suốt rất nhiều video gần đây em có chia sẻ là nó mạnh tới tận bây giờ luôn anh chị. Anh chị cứ tập trung vào những con đó trước, rồi từ từ anh chị tập trung những cái con khác, đúng không? Hình dung nó là như thế. Thì anh chị thấy rằng là ngày hôm nay nhá, nhìn chỉ số thì giảm do cái gì, tí nữa sẽ bóc tách đó. Nhưng mà em đánh giá chỉ số là chúng ta vẫn nên chờ thêm, chứ cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Và cái việc mà cứ kéo lên dập xuống rồi cứ đỏ xanh như thế này thì chưa có đủ điều kiện đâu. Nhưng mà quan trọng nè, cái này cũng nói rất nhiều rồi, thị trường tăng cổ phiếu có tăng không, thị trường giảm cổ phiếu giảm bao nhiêu, khối lượng như thế nào, hay là có những cổ phiếu của mình thậm chí thị trường giảm mà cổ phiếu mình tăng luôn thì thật sự là quá tốt, đúng không? Hoặc là chí ít không có siêu việt như vậy là đi ngược thị trường, thì chí ít rằng là khi thị trường giảm cổ phiếu mình giảm ít hoặc là neo được là thành công, đúng không? Hình dung là như thế. Còn cái việc mà quan tâm thị trường tăng giảm để làm gì, chỉ số tăng giảm để làm gì, trong khi cổ phiếu nó không có đi theo pha đó,
Hình dung nó là như thế gì ha. Rồi thì hôm nay tổng điểm là gì anh chị? Mới vô ăn sáng, chưa ăn sáng của cà phê thì con đầu tiên đánh là gì? Dầu khí, đúng không? Nói chung là dầu khí đánh thì cái đạn này anh chị mình cũng dễ hiểu thôi, tại giai đoạn này là thiên thời của tụi đó, đúng không? Chiến tranh rồi thế, giá dầu lên. Cuối tuần anh chị xem video của em là cũng đã thấy rồi, giá dầu bật lên tăng 4%, đúng không? Thì nói chung là mọi thứ thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì buổi sáng nó đánh luôn là chuyện chắc chắn rồi. Nó mà không đánh là lái Việt Nam có vấn đề hả? Đúng không? Thành ra rõ ràng là nó phải đánh. Đây nè, sáng vô là nó kéo cái ót ấy, đúng không? Cái ót lên đó. BVD nè, có những lúc nè cao nha. Ôi trời, BVD cuối phiên gì đóng thế gớm vậy. BR đúng không? Bị cục đầu hết. Nhưng mà buổi sáng là cái câu chuyện của chuyện nó kéo lên, đúng không? Nhưng quan trọng em luôn luôn nói về gì, quan trọng là sự duy trì. Nó duy trì trong phiên như thế nào, đến cuối phiên nó đóng cửa ra sao, nó mới là điều quan trọng, đúng không? Giống như là anh chị đua một cuộc đua thì cái điểm xuất phát nó có quan trọng không? Đúng, nó cũng có quan trọng. Nhưng mà bây giờ một thằng xuất phát trước mà đi về đích sau thì có ý nghĩa gì, đúng không? Quan trọng là về đích trước chứ. Anh bắt đầu ở đâu kệ anh bắt đầu giữa sân cũng được, anh bắt đầu cuối sân cũng được, anh đứng sát cái vạch đích cũng được. Nhưng quan trọng là bây giờ tôi tính kết quả nè, là có phải là tôi tính là cái sự kết thúc không? À thì quan trọng nó phải duy trì tới cuối phiên anh chị. Thì anh chị thấy rõ ràng tới cuối phiên á thì con BVS là con duy nhất còn xanh, tại vì nó cũng có nhiều tin tức như là chi cổ tức rồi này kia, là nó cũng có lợi hơn những con kia một chút xíu thì nó mạnh, đúng không? Em thì em gia tăng con này, hiện tại trong dầu khí là em chỉ cầm đúng con này thôi. BV con BSR á thì nó yếu quá em bán này, mà rõ ràng nó yếu thiệt, đúng không? Nè anh chị thấy nè, người ta bứt đỉnh tới nơi rồi, người ta lên tới đâu rồi, ông nội này mới test đỉnh mà test hoài không xong. Đây nè, cái đỉnh này nè, quay lại cái chỗ này 2 3 lần rồi mà vẫn không qua được, mà hôm nay vẫn bị cục đầu, là ngày mai lỡ như nó đỏ nhẹ cái lỡ nằm đây tiếp mà còn gì nữa, nó có đánh đâu, đúng không? Em có nói rồi, chiết khấu á thì nửa mùa đóng thì không thấp nhất, hồi lên á người ta hồi tới trên đỉnh vượt qua tới nơi rồi thì ông nội này hồi nửa đường á lên đây là chững lại, thấy chưa? Bán là đúng, đúng không? Yếu quá thì mình tiễn nó đi luôn. Rồi tiếp theo BVD, à BVD hôm nay cũng một sự hơi đáng tiếc, dòng tiền ở đây ok, T cộng về ok, hôm nay đánh chung với BVS rất tốt, đầu phiên vào có tiền vào đủ thứ, nhưng mà tới cuối phiên vì cái áp lực của tụi dòng chứng khoán, hôm nay dòng chứng khoán là tội đồ của thị trường ha, nó làm cho cái con này nó bị cũng quay đầu lại cũng tương đối, thành ra nó về lại những cái mức quanh quanh tham chiếu thôi, nó tạo ra nguyên một cái vùng râu mà cái thanh khoản ở đây nó cũng hơi to nữa, thành ra hôm nay là một cái sự hơi đáng tiếc với BVD. Mọi thứ nó đang rất là ok nhưng mà nó rung ở trên này nó bán hơi nhiều, nhưng mà nếu mà ngày mai mà con này nó xanh ngược trở lại thì ok, cái này bản chất là tổ chức nó hấp thụ. Nhưng mà nếu ngày mai mà nó đào xuống này cái là biết rồi nha, à, cái này cái nô đi mình gì nha, đó lưu ý. Đây nè em nói nè, cuối phiên em có chia sẻ với anh chị nè, hôm nay nói chung là cũng hơi tiếc cho BVD đây nè, đúng không? Rõ ràng là BVS mạnh tới cuối giờ, con BR thì yếu rồi, bỏ qua một bên. BVD là mạnh ngang ngửa BVS ở thời điểm này, nhưng mà rất là đáng tiếc là buổi chiều thì nó lại bị bán ngược thì nó hơi xấu tí xíu ha. Đó thì hôm nay tâm điểm vô là dầu khí, anh chị biết á, buổi sáng á cả thị trường không hề có một cái sự động đậy gì luôn, ngoại trừ ba ông nội dầu khí, họ đã lôi thêm con gas vô, rồi lôi con oil vô, đúng không? Lôi một vài con dầu khí lơm khơm vô thì ok, về mặt bằng chung là nó buổi sáng là chỉ có mỗi dầu khí tăng, ngoài ra chả có con nào tăng cả, nên rồi rồi tới chiều thì bắt đầu mới lòi ra thêm. Đó, mới rồi là thêm một số những cái con khác, ví dụ như là VB, nhưng mà VB đánh ATC anh chị, VB đánh cuối giờ, VB là hình như sau 2 giờ 10 mới đánh, chứ mà buổi sáng thì nó cũng chỉ tham chiếu thôi chứ nó cũng không có bị gì à, nhưng mà buổi chiều á, một cái tội đồ là gì, là dòng chứng khoán nó giảm 3 4%, giảm thiếu đường mà có những con mà nó đạp tí xíu nữa là sàn rồi. Nói chung cái dòng này em cảnh báo anh chị rồi, đúng không? Về bản chất nó hồi lên nhưng mà nó quá nhiều những sự quan tâm, cứ 1 mét vuông, cứ 1 mét vuông nhé, 1 mét vuông là ví dụ như có 10 người đi là hết 30 người cầm chứng khoán rồi, hỏi hỏi 10 hỏi khảo sát 10 anh chị xung quanh là anh chị có đang cầm chứng khoán hay đang bắt vô chứng khoán hay không, là có cỡ 80 người bắt chứng khoán, hỏi 10 người thôi mà lòi ra 80 người cầm, ai cũng có đấy rồi hả, cứ 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 đánh nổ lên mấy cây là thấy à, khuê lại đầy ra, được không? Mà thanh khoản anh chị nhìn là chính vì cái sự đu đuổi đó, không có một con chứng khoán nào thanh khoản kiệt hết, con nào con nấy nổ đùng 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 mà giá không chạy, nó toàn mấy ông mua không chứ ai,
Nhỏ lẻ mua không, lái có mua đâu. Nếu anh chị biết á, lái nó đánh nó chả bao giờ cho anh chị mua đâu. Anh chị nhớ cái đạn trước không, nó đánh không, nó dựng đứng lên luôn. Cứ bán ra là mất, đúng không? Cứ bán ra là mất, cứ sơ hở một ngày là kéo tiếp. Nó phải đánh như vậy mới gọi là cổ phiếu có lãi, đúng không? Cổ phiếu có lãi như gái của chồng à, với hùng hục vậy đó. Thì nó phải đánh lên như vậy, nhưng không nó có liều xìu cà liều như này là biết rồi. Nè, vô nổ đùng đùng luôn mà giá không chạy, đúng không? Tham một tí xíu T cộng, anh chị biết thường ở nhà đầu tư họ ùa lên với nhau á. Ví dụ như có 10 anh chị vào một con chứng khoán đi, chỉ có một hai anh chị là vào được giá tốt thôi, 8 anh chị kia là toàn mua cái giá đuổi của hai ông nội đầu tiên không, đúng không? Hai ông nội đầu tiên hoặc là một cái lượng tập hợp nhà đầu tư đầu tiên mua là giá đẹp, rồi nó cuộn 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 lên, nó ùa lên một phát là nguyên một cái mẻ đằng sau đi vô là toàn mua giá gần trần không, chả ai mua được giá tốt, đúng không? Hoặc là nó lên xin là mua giá cao không, mà giờ đạp một cái là tục, nó đạp này là mất hết mấy cái này, đúng không? Hình dung nó là như thế. Có nhiều con trộn BVD nữa, ngô lộ con VND nữa, lên được mấy ngày thôi mà đa phần anh chị sẽ bắt cái cây này là nhiều, bắt cái này bắt bắt tới tận cây này mà cây này lỗ luôn nè, thấy không? Đâu có ăn đâu, có nhiều con đâu có ăn đâu. Em đấy ai là chị nó bắt cái cây này mà tới cái này mà quả may là lỗ rồi đó, anh thấy ghê không? Mà thanh khoản nổ nữa, hôm nay bị bán khối lượng lớn nữa, thì thật sự là rất nhiều vấn đề. Thành ra đối với dòng chứng khoán thì em có nói chị mà anh chị có bắt đáy thành công, xin chúc mừng anh chị, thôi anh chị lên đây anh chị bán bớt đi, nó cũng tiệm cận kháng cự rồi. Với lại em cảnh báo là con này người ta đu nhiều lắm, cứ sơ hở cái người ta đu à, trời còn có gì, còn có bơ hồ là gì. Ơ, cứ giá đỏ là anh chị mua, ui rồi mua 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 cây nào không thấy mua hết, mua rồi không biết cái T cộng là nằm ở đâu luôn, rồi cái T cộng không biết là cái ngày hôm nay là về hàng về hết chưa. Giống như hồi xưa quýnh rốt vậy, anh chị biết quyền thoại quýnh rốt không? Những anh chị nào mà đánh hồi xưa là sẽ biết cái kiểu quýnh rốt, rốt của quýt còi á, cứ sáng mua chiều bán, cứ giá sàn là vô lậm, gần sàn lậm chiều kéo trần lên bán lướt, ngày nào không có hàng hết, đúng không? Ngày nào cũng có hàng T cộng hết, T cộng mua nơi luôn, cứ sáng cứ đạp về giá đó là mua trần bán à, hoặc là nếu mà kéo sớm thì bán trước chiều giảm xuống mua lại, cứ vậy đó, nó làm sole trong vậy đó. À, hồi xưa là quýnh rốt vậy đó, anh chị biết nó đảo vậy đó là nó chỉ phù hợp cho uptrend thôi. Hoặc là hồi xưa cái deal rốt đó là cái deal mà nhốt biết bao nhiêu nhà đầu tư, mà có nghĩa là đúng đúng nghĩa là nó nuôi cho béo luôn á. Có những người ăn từ 1 tỷ ăn lên 3 4 tỷ mà cuối cùng là mất hết, còn đúng cái nịt là nuôi cho đủ to nó béo mới giết mà đó. Thành ra là cái điều rốt đó hồi xưa cũng ghê, huyền thoại mà, hồi xưa huyền thoại là quay rốt anh gì à, cái kỹ thuật quay rốt đó bây giờ không có con nào làm lại được. Này làm thử đi, sở chứng khoán nó bắt cho giờ ra luật, ví dụ như anh 5 cây trần 5 cây sàn là anh bị lụm đầu lên phường ngồi, với ở đó đâu ra anh đánh nhiều vậy, đúng không? Hình dung mới lại thế à, chứng khoán chỉnh lại nè, không chỉnh hết đúng không? Có mấy con kênh trên như thế này thì còn tạm tạm nhé, nhưng mà anh chị nhìn thanh khoản nhìn thấy ghê lắm, mai tự nhiên thọt cái cây này xuống nữa là trời ơi à, giảm này mất hết mấy cây này. Nói chung là không phải là nó xấu hoàn toàn đâu, nhưng mà nó sẽ giặt dẹo anh chị. Tới lúc á, mà dòng chứng nó làm 2 3 dòng ở dưới này rồi á, thì tới lúc mà anh chị mình thật sự tin vào nó thì anh chị lại không mua nữa. Tại vì sao? Tại vì rõ ràng là gì, mấy lần trước anh chị bắt rất là nhiều lần ở đây thì toàn là không ăn không, đúng không? Nè, bắt ở đâu ở đây, bắt cây này bán cây này, bắt cây này thì bán cây này lỗ cha rồi, quả may bắt cây này thì cây này còn chút, bắt cây này thì cây này còn lời, đúng không? Mà mấy ông bắt cây này dễ gì mà mấy ông cầm tới đây, có nhiều ông tới đây bán mất tiêu rồi, rồi cái cây này thì lại đua lại, đúng chưa? Có nhiều ông bán cây này đua lại cây này nè, lại làm tâm lý dễ gì mà ăn của cụ, đúng không? Là đu đu đâu đây là dính trên đọt hết. À, còn mấy ông mà tao bắt ở dưới này lên tao bán rồi anh gì ha, anh dùng cái này thế. Nhưng mà cái dòng này anh chị thấy nó tạo ra những cái áp lực, nó khiến cho những cái dòng xung quanh cũng bị nè, đúng không? Nhiều con ngân hàng cũng bị đạp xuống nè, nhưng mà ngân hàng thì thanh khoản không bao nhiêu, nó không có sợ, ngân hàng thanh khoản thấp với lại biên độ nó ít. À, có con STB này là hôm nay bán rất là ghê, đúng không? Thanh khoản cũng tương đối nhiều, nhưng mà rõ ràng anh chị thấy nó không sàn anh chị, nó chỉ 4% là hết, mà cả ngày nó giật giật ở đây, có nghĩa là nhìn bật cái chạc nhỏ cho thấy nè, hầu như toàn bộ cái phần thanh khoản khớp này nó sẽ nằm ở cái phần dưới này,
của cổ phiếu, có nghĩa là đây là một lực em đánh giá là hấp thụ. Với lại em có nói anh chị rồi đúng không, con này nó hồi rất là sốc. Thậm chí nhé, có nhiều anh chị trong room hỏi em, mới chiều luôn có một chị hỏi chị thấy em mua MB, em thấy em mua ACB, gia tăng ACB rồi gia tăng VB, nhưng tại sao em không gia tăng STB vậy em? Tại vì chị thích STB thôi. Thì em nói rất rõ là tại vì mấy con kia nó có cân bằng rồi, chị STB nó hồi hơi sốc, thì kiểu gì nó cũng sẽ có những cái sự té lại đúng không? Em có nói anh chị là riêng STB anh chị nên chờ nó, lỡ như nó rủ lại làm cái đáy hai anh chị múc đúng không? Chứ bữa giờ nó hồi chữ V mà nó có một cái điểm nào gọi là rủ lại đâu đúng không? Vào sớm một tí nó rủ mất công, mà cái tật con này nó rủ mà nó không sàn mà nó hấp như thế này là mai chỉ cần con này nhá, nó đánh lên cỡ 3% thôi là tới ngày mốt nó mở gáp nó chạy. Cái con đánh rất là nhiều lần như vậy rồi anh chị ha, thì chú ý con STB này giúp em. Chỉ nó chỉnh như vậy là những cái điểm anh chị canh nè, đừng có canh ở trên này, là cái này nó chưa đủ. Thứ nhất trên này nếu giả sử trên này muốn mua thì nó phải đi ngang đủ lâu. Thứ hai á là nó phải có điểm hướng lên ngay lập tức. Còn nếu không có những điều kiện đó mà nó neo neo như vậy mà giai đoạn phía dưới nó đã hồi chữ V rồi á, thì cái cây này nó phải đủ lại một cái thì nó mới đẹp. Đồng ý ha. Riêng con này là hôm nay bị đủ nhiều, còn đa số những con ngân hàng khác thì em thấy bản chất nó cũng đi trong biên thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. ACB thì vẫn vô thưởng vô phạt, con này nói chung là con này cũng có dòng tiền, thành ra anh chị yên tâm đi, nó đỡ chắc lắm. Có con VB này là đẹp quá xuất sắc đúng không? Dòng tiền vào rồi đánh ATC rồi 5 triệu mấy bơm vô ATC. Anh chị nhìn ATC nó đánh là biết có lái rồi. Lái nó phải đánh với ATC để anh chi, không ai FOMO kịp hết. Mà ông nào FOMO là dính toàn cái giá trên đọt không? Đúng không? Chỉ có những người mà mua gia tăng như em, như mấy bữa trước thì ok em mua được giá dưới. Nhưng mà em có sẵn hàng mà em cứ thế em mua thêm thôi. Có gì đâu, em đã view con này cho anh chị mình rất là kỹ rồi. Thứ nhất á, mình có biết game con này. Đó. Nhưng mà khoan nói chuyện game đi, anh chị nhìn kỹ thuật anh chị cũng thấy, mà nhìn sơ là thấy tại sao VN giảm. Đặt câu hỏi là tại sao VN giảm 150 điểm mà con này giảm đúng một cây duy nhất, và tại sao nó nâng nền trước, tại sao nó hồi đáy trước, tại sao nó tạo đáy hai cao hơn đáy một trước đúng không? Tại sao nó đi trước VN? Hầu như tất cả mọi nhịp nó đều đi trước VN hết. Mình phải đặt câu hỏi chứ đúng không? Còn tin tức thì em không nói ở đây đúng không ạ? Nhưng mà mình anh chị nhìn đơn thuần đi, nhìn trên những cái đồ thị thôi. Tại vì tất giống như anh chị biết á, anh chị đi trên tuyết á, có bao giờ anh chị giấu được cái dấu chân sau lưng anh chị không? Làm gì có, kiểu gì anh chị cũng phải để lại dấu chân. Thì tổ chức cũng vậy, nó có làm cái gì đi chăng nữa nó cũng phải để lại cái dấu răng của nó đúng không? Nó thể hiện qua khối lượng, nó thể hiện qua kia, nó thể hiện ra có quá trình tích lũy. Không có hai tổ chức nào mà đi phân phối trong nền dài vậy chứ ai mà mua đúng không? Nhưng mà con này có game nữa nha, khi nào game ra đi anh chị sẽ biết. Nhưng mà tới nhiều khi game ra là câu chuyện đã xong rồi, nhiều khi game ra là nó đánh lên 25-26 mất tiêu rồi, đâu ra còn nữa. Nói chung là khi mà game mà lên báo lên đồ là trễ, câu chuyện nó đã rồi, lúc nào chẳng vậy. Biết phải biết trước chứ, tới lúc mà mấy ông đọc báo rồi biết rồi, tới lúc đó cái người ví dụ như mấy người mà người ta gì người ta bán ở ngoài, người ta còn đọc báo ta còn thấy được rồi thôi, còn gì nữa đúng không? Nhưng mới lại thế thì nói chung con VB này ok ha. Thậm chí có những anh chị mình làm trong VB luôn mà còn hỏi em là ủa sao em biết rồi có dầu khí ngân hàng hết rồi anh chị, còn gì đâu đúng không? Mà đâu có con nào cân bằng sớm đâu anh chị, bản chất là gì? Nhưng mà dòng chứng khoán này xấu nè. Rồi dòng thép em đánh giá là gì? Thật ra dòng thép đây là volume rất là bé, chỉ đơn giản là trượt biên thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Nó chỉ cân bằng quanh đây thôi, chỉ cần mấy bữa sau nó hồi lên lại nó cũng vậy à. Bản thân cái dòng chứng khoán đó, nó tạo ra rất là nhiều áp lực, nó khiến cho VN mình nó không có cân bằng sớm được. Anh chị lưu ý cái vấn đề này giúp em. Thành ra là anh chị cân nhắc cái vấn đề này ha. Rồi, nói chung là VN hôm nay em chỉ đánh giá một tí xíu như vậy thôi. Đó. Ngoài ra thì em đánh giá là em nói rồi, vùng này cân bằng nó đang chờ thêm, thành ra không có nhiều cơ hội cho anh chị mình đánh trước đâu. Thấy có vài con thôi mà đa phần bây giờ chắc nó cũng vơi vơi qua rồi đó. Ví dụ như là dầu khí, ví dụ như là một số ngân hàng đúng không? Nhưng mà rõ ràng ngân hàng giai đoạn này nó sẽ rất là bền. Thứ nhất là đánh MB là cũng ngon nè đúng không? MB này mà nổ lên một phát là đánh cũng đã. ACB cũng vậy, nói chung là giai đoạn mà thị trường cân bằng mà anh chị nhìn cổ phiếu anh chị mới nhìn ra được những con là tạo trend trước là cứ thế đánh, mấy con này nó sẽ an toàn hơn. Còn những con kia khi nào VN mình có xác nhận hướng lên anh chị hẳn đánh thì nó sẽ an toàn hơn.
tại vì nó đi chung pha với Vardy. Bây giờ mình chỉ đánh trước những con mà ngược pha Vardy thôi, và là nhanh hơn Vardy một pha thôi, đánh mấy con đó trước đi, tạm thời là như vậy, từ từ sẽ đánh tiếp. Không phải là mình chê cổ phiếu, cái vấn đề là những con đó nó chưa có đạt, chứ không phải là mình chê. Đúng không? Mà mình chỉ khen những con nào rõ ràng là nó đạt từ trước, mà đâu phải là tới bữa nay nó tăng rồi ông mới khen, đâu ra khen cả tháng trời luôn, khen rất là khen luôn, khen nhiều lắm luôn, khen xuyên suốt. Tại vì rõ ràng là nó giảm 150, nó có giảm đâu, chứ phải khen chứ. Đúng không ạ? Hình dung nó là như thế anh chị ha. Rồi vậy thôi, nói chung hôm nay và đây mình em anh chị cứ chờ thêm những cái vùng thôi, đừng hành động quá sớm. Và thậm chí dòng chứng khoán có cảnh báo anh chị rồi, đúng không? Lên cao cao thì ok, anh chị có lãi anh chị bán đi, bán bớt đi, đừng có thể anh chị bắt cái giá siêu tốt đi, ok, ít nhất anh chị phải bán nữa, đúng không? Có bán cái đã tính gì tính, tiền bỏ túi anh tính, thì xích cover cô gì đó thì anh chị bán bớt đi cover. Còn hai nữa là những người họ đu đuổi là phải bán lẹ nữa, tại vì rõ ràng anh chị nhìn rõ ràng đánh 4-5 phiên trên đó thanh khoản nổ mà giá không tăng. Mà dòng chứng khoán là cái dòng rất là nhạy dòng tiền, ví dụ như có chuyện gì nó kéo là nó kéo dòng chứng rất là nhanh, mà tự nhiên nguyên một giai đoạn về sau này nó không kéo là biết rồi, biết là FOMO rồi, đúng không? Nhìn sơ là biết những cái con này rất là nhạy, thị trường mà đẹp 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 mà có tiền vô cái là chứng khoán nó trần mất tiêu rồi, nó nhanh lắm, nó không có để mà nó rườm rà như vậy đâu. Mà nó rườm rà như thế này là nó phải có vấn đề, có nghĩa là bản thân cổ phiếu nó không muốn đánh, đúng không? Anh Dung lại thế nha. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em. Hôm nay tại vì trời dưới em hơi mưa tí, với lại mà có một số công việc nên là làm video nó hơi trễ một tí xíu chị nha. Dạ rồi, xin cảm ơn chị mình rất là nhiều.